Chào các em. Hôm nay là thầy và các em sẽ cùng nhau ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn hóa. Thì như các em đã biết, môn hóa học nếu mà thi đại học thì rất khó. Nhưng mà thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì lại vô cùng đơn giản. Các em chỉ cần học lực trung bình là chắc chắn các em trên 5. Nếu mà học lực khá thì 8, 9 trong tầm tay. Do đó các em không nên lo âu quá khi mà học môn hóa. Các bài tập của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn hóa cũng rất đơn giản. Chỉ cần một phép tính, không cần áp dụng định luật bảo toàn này nọ. Hầu hết là quy tắc tam suất hoặc là từ số môn này ta suy ra thẳng số môn chất cần tìm. Lý thuyết cũng vậy, lý thuyết thì đa số là những câu không cần phải suy luận nhiều. Cho nên thầy mong rằng các em học ôn môn hóa một cách hết sức là thoải mái, không có gì phải căng thẳng. Thì bài đầu tiên các em sẽ học là bài ST. Thì thầy cũng nhấn mạnh là tính chất vật lý của các hợp chất trong các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn hóa thì thường người ta hay hỏi. Thì các tính chất này cũng rất đơn giản thôi, các em phải chú ý. Thì đầu tiên ta sẽ nghiên cứu xem ST là gì. Thì ST là hợp chất thu được khi ta thay thế nhóm OH trong axit carboxylic. Trong axit carboxylic RCOOH. Bằng nhóm OR phẩy. Nghĩa là như thế này, RCOOH. Bớt đi nhóm OH. Thầy thay bằng nhóm OR phải. Thì thầy sẽ được ST RCOOR phải. Rồi ta sẽ vô phần thứ hai. Đọc tên. Thì tên ST RCOOR phải dễ đọc quá. Cách đọc như sau. Các em muốn đọc tên STRCOR phải thì thầy đề nghị các em cắt ST ngay sát chữ O. RCOO ta cắt sát chữ O. Các em đọc R phải trước. Và tên RCOO đọc sau. Ví dụ CH3COO, CH3 thì các em đọc như thế này, ta cắt một đường sát chữ O, COO cắt sát chữ O, đọc là metin, CH3 là metin, acetat là phần CH3COO.
Hoặc ví dụ sau đây, thì các em cũng cắt ST này ngay sát chữ O như vậy. Rồi ta sẽ đọc là ETIN format. Tiếp tục ví dụ khác. Thì ta cũng cắt ST ngay chỗ COO. Rồi các em sẽ đọc là isopropyl. Propionate. Thì các em lưu ý là propyl có hai gốc, một gốc propyl và một gốc isopropyl. Trường hợp này là isopropyl. Rồi thầy thêm một ví dụ nữa. Ta lại cắt ST sát chữ COO, cắt sát chữ O. R phải có tên là vinin. Còn phần RCOO này có tên là acrylate. Như vậy là phần đọc tên các em đã có thể nắm được chưa? Thì nhân đây thầy cũng nói luôn là thi tú tài, tức là thi tốt nghiệp trung học phổ thông đấy, thì đề không yêu cầu đọc tên ST nhị chức đâu. Cho nên là học sinh chỉ cần biết tên ST đơn chức là được rồi. Ta không cần phải quan tâm tới những ST phức tạp. Các em sẽ qua phần số 3. Công thức chung. Công thức chung. Thì một ST đơn chức, công thức chung sẽ là RCOO, R phải. Thì khi nào các em dùng công thức này? Khi mà ta viết phản ứng xà phòng hóa. Còn nếu các em viết phản ứng cháy thì không thể dùng công thức RCOO, R phải, vì khi đó không cân bằng được phương trình phản ứng. Do đó nếu như phản ứng cháy thì em đọc là CXHIO2. Rồi nếu mà công thức của ST đơn chức no thì là gì? Công thức chung của ST đơn chức no. Đơn chức no. Nếu ST đơn chức no thì R và R phải là hai gốc no. Vậy các em sẽ có công thức khi đó là CnH2n cộng 1 COO CmH2m cộng 1. Dĩ nhiên là N này có thể bằng 0, nhưng mà M này không thể bằng 0. Lý do M này bằng 0 thì nó sẽ ra axit. Tương tự các em xem STRCOR phải, thì các em phải tự hiểu rằng R phải này phải khác hydro. Nếu R phải này là hydro thì
chất này trở thành axit. Do đó M này cũng phải khác không. Vì M này bằng không thì R phải sẽ trở về hydro đấy. Rồi công thức này là công thức chung của ester đơn trước no. Nhưng mà thầy khuyên các em là khi gặp bài toán đốt cháy một ester đơn trước no thì không nên dùng công thức này. Vì công thức này quá dài. Tất nhiên cân bằng khó. Nếu đề cho đốt cháy một ester đơn trước no thì các em nên dùng công thức thứ nhì sau đây. Hoặc đó là công thức CnH2NO2. Thì nếu dùng công thức dưới này, phản ứng cháy chắc chắn viết dễ hơn. Mà toán giải khi đó đơn giản hơn. Chúng ta sẽ qua phần lý tính. Thì như thầy đã nói, lý tính trong các kỳ thi đại học cũng như là tốt nghiệp trung học phổ thông thì nếu mà có hỏi đấy thì thường người ta hỏi cái dạng là phát biểu nào dưới đây đúng, trong số các nhận định sau có bao nhiêu nhận định đúng. Cho nên lý tính các em phải nắm để các em trả lời những câu hỏi kiểu như vậy. Thì ester lý tính của nó cũng rất đơn giản thôi. Đó là những chất lỏng, đa số là những chất lỏng nhẹ hơn nước. Nhẹ hơn nước, hầu như không tan trong nước. Và cái lý tính thứ hai các em cần nắm là chúng hầu hết có mùi thơm. Ester là có mùi thơm nên được dùng làm hương liệu. Hương liệu tức là chất tạo mùi đấy, chất tạo mùi thơm đấy, trong mỹ phẩm, thực phẩm. Có mùi thơm nên được dùng làm hương liệu. Trong công nghiệp thực phẩm, mỹ phẩm. Nếu mà thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì thường người ta sẽ cho thế này. Chỉ ra phát biểu đúng A, B, C, D. A, ester đa số là những chất lỏng nhẹ hơn nước, hầu như không tan trong nước, có mùi thơm. Thì khi đó em phải biết đó là câu đúng để em chọn. Nó không phức tạp như thi đại học. Thi đại học thì người ta sẽ cho một loạt phát biểu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi người ta mới hỏi là số phát biểu đúng là. Cho nên các em thấy là thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì vấn đề nó không quá khó. Tuy vậy không được chủ quan. Bởi vì các em muốn lấy điểm 10 thì các em phải cẩn thận. Ta sẽ qua phần hóa tính. Thì ester đó, nhắc tới nick ester là phải nhớ tới phản ứng thủy phân. Người ta kêu đây là phản ứng đặc trưng của ester. Cũng như là ancan, mà nhắc tới ancan thì phải lưu ý phản ứng đặc trưng là phản ứng thế.
Vậy thì các em lưu ý cho thầy, đặc trưng là phản ứng thủy phân. Mà phản ứng thủy phân thì có thể diễn ra trong hai môi trường, trong môi trường axit hoặc là trong môi trường bazơ. Chúng ta sẽ nghiên cứu xem coi trong hai môi trường đó nó có gì giống nhau và khác nhau. Thủy phân trong môi trường axit. Thì trong môi trường axit thì phản ứng này là phản ứng thuận nghịch. Các em nhớ đặc điểm là như vậy. Đây là phản ứng thuận nghịch. Cho trở lại axit và ancol. Thầy nhắc lại đặc điểm của phản ứng thủy phân este trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch cho trở lại axit và ancol. Ví dụ thì este này có tên là ethyl acetate, đúng không các em? Thủy phân rồi, thầy đề nghị cách viết phản ứng thủy phân như sau. Khi đi đọc pen thì các em cắt este sát chữ O. Khi ta đếm COO ta cắt sát chữ O. Thì lúc viết phản ứng thủy phân thầy đề nghị cũng cắt tương tự như vậy. Thì cái nhóm CH3COO nó sẽ biến thành axit CH3COOH. Và cái phần còn lại sẽ gắn thêm OH vào ra ancol. Thầy lấy một ví dụ nữa. Tên này có tên là isopropyl. Em cắt ngay đây. Isopropyl acrylate. Thì khi đọc tên như vậy thì lúc viết phản ứng thủy phân cũng cắt este như đọc tên. Và lưu ý hydro sẽ gắn vào nhóm COO để tạo thành axit acrylic. Và các em lưu ý là nhóm OH sẽ gắn vào ngay cái nối mà nó vừa cắt xong. Vậy nó sẽ ra ancol isopropylic. Thì nhân đây thầy cũng lưu ý, có rất nhiều học sinh lười không ghi cụ thể công thức của ancol isopropylic mà nhiều em ghi C3H7OH. Các em lưu ý là C3H7OH nó có tới 2 ancol. Nếu em ghi như vậy em sẽ không phân biệt được ancol nào sinh ra ở phản ứng này. Phải ghi rõ công thức cấu tạo. Trong các đề thi đại học thì người ta cho phức tạp hơn, là người ta sẽ cho ancol có nối đôi nằm ở phần R phẩy, OH gắn vào carbon chưa no biến thành aldehyde hoặc ceton. Nhưng mà các em yên tâm là thi tốt nghiệp trung học phổ thông chắc chắn không có
những cái este rắc rối như vậy. Thầy lấy ví dụ là sẽ không có este vinil acetat. Thì các em biết rồi, vinil acetat nếu mà thủy phân sẽ ra anhydride acetic, đúng không? Nhưng mà kiến thức đó chỉ gặp ở các đề thi đại học. Còn thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ là ancol thuần túy, bền, không biến thành ancol, xin lỗi, không biến thành aldehyde hoặc ceton. Cho nên các em không cần nghiên cứu những phương trình như vậy. Rồi số 2, thủy phân cho môi trường 3 giờ. Thì nếu trong môi trường 3 giờ thì nó lại là phản ứng một chiều, nó khác với trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch. Các em lưu ý, nó có sự khác biệt như vậy. Đây là phản ứng một chiều. Cho ra muối và ancol. Khác với ở trên cho ra axit carboxylic và ancol, dưới này cho ra muối và ancol. Ví dụ, thầy lấy ví dụ este này. Em đọc tên như thế nào? Có phải khi đọc tên là ta cắt este ngay sát chữ COO như vậy không? Thì khi viết phản ứng em cũng cắt cho thầy như vậy. Và nó sẽ ra muối CH3COONa. Cộng với ancol nào thì cái nối này sẽ nối với OH là ra ngay ancol. Vậy sẽ ra ancol propylic. Thầy thêm một ví dụ nữa. Ví dụ này thì quá đơn giản rồi. Este này metin format sẽ ra natri format và ancol metilic. Thì hóa tính của este quan trọng nhất là phản ứng thủy phân, thầy đã nói xong. Ngoài ra nó còn vài hóa tính nho nhỏ khác. Đặc biệt, ví dụ như là este format thì còn cho được phản ứng tráng gương. Este chưa no thì còn cho phản ứng cộng, phản ứng trùng hợp. Thì các em có thể ghi chú điều đó vào. Este format còn cho phản ứng tráng gương. Este chưa no còn cho phản ứng cộng, phản ứng trùng hợp. Phản trùng hợp thì trong bài polymer thì các em biết rồi. Trùng hợp este vinyl acetate chẳng hạn thì ta sẽ được polyvinyl acetate. Đặc biệt em nào học chương trình nâng cao thì lưu ý thêm cho thầy một phản ứng nữa, đó là phản ứng với liti nhôm hiro. Ban nâng cao
chú ý thêm phản ứng. Nhưng mà trong các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông những năm gần đây thì chưa năm nào mà bên ban nâng cao cho phản ứng này. Tuy vậy ta vẫn cứ phải lưu ý là nâng cao thì có thêm phương trình này nữa. Thì cách viết phản ứng này như sau. Em cũng cắt ST như là phần đọc tên. Rồi sẽ ra hai ancol. Sau đó là ta qua phần cuối là điều chế. Thì muốn điều chế ester, nguyên tắc dễ quá, cho axit carboxylic tác dụng với ancol. Các em không cần phải nghiên cứu những phản ứng điều chế ester-phenin vì thi đại học thì không yêu cầu học sinh, xin lỗi, thi tốt nghiệp trung học phổ thông đó, không yêu cầu học sinh điều chế ester-vinin, ester-phenin. Ta chỉ cần biết điều chế những ester đơn chức no bình thường là đủ rồi. Yêu cầu của đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông là như vậy. Thầy lấy ví dụ. Muốn điều chế ester này, ethyl acetate, thì các em cần biết là đi từ axit nào và ancol nào. Muốn vậy cắt ester ngay phần đọc tên. Rồi xuất hiện axit cần dùng là axit acetic, ancol cần dùng ancol ethylic. Điều chế. Xúc tác axit xuống rích đặc đun nóng. Như vậy ta đã kết thúc lý thuyết về ester. Các em cùng thầy nghiên cứu một số bài tập về ester có thể ra thi trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thường người ta ra ester ở mức độ rất đơn giản. Ví dụ người ta có thể ra thế này: có bao nhiêu ester là đồng phân cấu tạo công thức là C3H6O2 hoặc là C4H8O2, còn C5H10O2 thì đề không cho đâu, chắc chắn. Vì C5H10O2 là số đồng phân nó nhiều rồi. Khi đó thí sinh viết có vẻ là bối rối rồi. Nếu ra chỉ ra A với B thôi. Thì người ta sẽ nghiên cứu xem câu A có mấy ester, câu B có mấy ester và câu C có bao nhiêu ester. Đọc tên từng ester này. Nhân đây thầy cũng nói luôn là ra thi tốt nghiệp trung học phổ thông chắc chắn chỉ ra ester đơn chức no, không ra ester đơn chức chưa no. Cho nên các em cũng đừng có sa đà vào những ester đơn chức chưa no, khi đó viết đồng phân là sẽ phức tạp. Thì đây rõ ràng đều là những ester đơn chức no, lý do có dạng CnH2nO2. Dưới này cũng thế, câu C cũng thế. Thì cách làm như sau. Đầu tiên vẽ nhóm COO ra, bởi vì ester là phải có nhóm này. Hai nối hai bên. Thì thực ra những nối này có thể bỏ, người ta viết liền nhau cũng được. Rồi luôn luôn
Các em bắt đầu từ ST đơn giản nhất là ST format. Có nghĩa là đầu này là chữ H, đầu bên trái này là chữ H. Như vậy thì còn loại 2C thì sẽ đủ 3C. Để bài yêu cầu viết 3C, điền hydro vào. Đây là ST thứ nhất, đọc tên Etin format. ST thứ hai cũng vẽ nhóm COO ra. Và bây giờ ta thay chữ H này bằng chữ C. Dĩ nhiên phải là CH3. Như vậy thì chỉ còn một C nằm đầu bên phải này và tất nhiên cũng phải CH3. Thì ST này sẽ là metin acetat. Câu A ta đã giải quyết xong. Ta qua câu B. Đầu tiên các em cũng vẽ nhóm COO. Và cũng bắt đầu từ ST đơn giản nhất là ST format. Có nghĩa là đầu này là chữ H. Như vậy còn lại là 3 carbon. Thì các em lưu ý là 3 carbon nó có hai kiểu. Kiểu này là propin và một kiểu nữa là isopropin. Vậy thì kiểu thứ nhì, isopropin. Các em điền hydro vào cho đủ hóa trị. Đọc tên thì dễ quá rồi đúng không? Propin format. Và dưới này là isopropin format. Thì ST format như vậy là hết viết được rồi. Khi mà hết viết được rồi thì các em sẽ qua ST acetat, tức là thay chữ H bằng chữ C, bằng một chữ C. Vậy thì đầu này còn hai C. Điền hydro vào. Đọc tên etin acetat. Còn nữa không? Còn. Em có thể rời bớt một C này qua đầu bên kia. Như vậy là đầu bên trái này sẽ là 2C. Như vậy bên phải còn có 1C. Điền hydro vào. ST này có tên là metin propionate. Rồi hết. Bởi vì không thể nào rời C qua bên kia hết được. Lưu ý các em phải luôn luôn chừa lại bên phải này 1C. Tối thiểu là 1C. Bởi vì nếu ta không chừa C nào thì khi em điền hydro vào nó sẽ là COOH. Khi đó nó sẽ là axit. Mà đề không yêu cầu viết axit. Thì thi tốt nghiệp trung học phổ thông có thể người ta hỏi rất đơn giản là có bao nhiêu este C4H8O2, thì em trả lời bao nhiêu? 1, 2, 3, 4, có 4 este C4H8O2. Có bao nhiêu este C3H6O2, thì trả lời là 2 este C3H6O2. Rồi ta sẽ qua câu C. C5H10O2. Trước hết các em cũng vẽ nhóm COO ra trước. Và
Đầu tiên cũng cho ST format trước. Như vậy còn lại 4C. Thì các em lưu ý là trong hóa học 4C no sẽ có 4 kiểu. Kiểu này là kiểu butin. Chút nữa thầy sẽ điền hero và đọc tên sau. Bây giờ ester thứ hai. Thì 4C này ta sẽ bẻ nhánh thành kiểu thứ hai như sau. Kiểu thứ ba như sau. Đó là ta rời cái nhánh này qua C kế bên. Và kiểu thứ tư là ta vẽ thế này. Như vậy tổng cộng là thầy nhắc lại, trong hóa học 4C chưa no sẽ có 4 kiểu. Rồi điền hydro vào. Butin format. Dưới này điền hydro vào. Thì gốc này các em chú ý là sẹt butin format. Trường hợp này điền hydro vào. Trường hợp này là isobutin. Isobutin format. Và trường hợp thứ tư này là tetrabutin format. Thì khi mà viết hết ester format rồi thì các em sẽ qua ester acetate, có nghĩa là tăng lên 1C, và đầu này như vậy còn 3C. Mà 3C thì no có hai kiểu, một kiểu nữa iso. Rồi ta điền hydro vào để đọc tên. Đọc 3C là propin acetate. Dưới đây cũng là propin nhưng các em thêm chữ iso vào cho thầy. Thì ester acetate như vậy là hết rồi. Bây giờ ta qua ester propionate, nghĩa là em rời bớt một C qua bên kia. Em rời bớt một C qua bên kia thành 2C. Vậy bên này còn 2C. Rồi ta đọc. Điện hydro vào và đọc. Thì đây là etin propionate. Còn nữa không các em? Còn chứ, bởi vì ta có thể rời tiếp một C qua bên trái nữa. Rồi các em rời tiếp. Vậy đầu này 3C. Bên này còn có 1C. 3C này có thể bẻ nhánh được. Thế thì sẽ thêm một ester cuối cùng. Rồi ta điền hydro vào. Và ta đọc tên hai ester này.
Mê tín. Mê tín. Butyrat, axit mà 4 carbon là axit butyric. Butyrat. Đi đây là metin isobutyrat. Như vậy là ST-C5H10O2 số đồng phân cấu tạo là 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Thì các em lưu ý, bài này là thầy vừa hướng dẫn cách đọc tên, vừa hướng dẫn cách viết đồng phân. Và thầy nhấn mạnh lại một lần nữa là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông chỉ cho viết đồng phân và đọc tên các ester đơn chức no. Cho nên ta không nên nghiên cứu những ester chưa no để làm rắc rối thêm vấn đề. Bài số 1 như vậy là kết thúc.